Hello, xin chào tất cả quý vị và anh chị nhé. Hiện tại em vừa mới về một mẫu xe Fortune Sitter 2010. Vâng, vừa mới về tới nhà. Vâng, một mẫu xe cũng khá là đẹp và em cam kết luôn với anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước, không mối mọt nhé. Vâng, một mẫu xe khá là đẹp, chuẩn chỉ luôn anh chị này. Đấy, em quay cho anh chị như này là anh chị biết luôn là xe rất là căng, rất mọng, rất là đẹp luôn. Đấy. Và em vừa mới về đến nhà xong nhá. Vừa đỗ xuống cái này em quay luôn cho anh chị cùng xem, anh chị xem này. Đấy, một xe. Vâng, có cái bóng cháy ngày mai em sẽ thay cho anh chị nhá. Và một mẫu xe khá là đẹp rồi, chuẩn chỉ luôn này. Đấy. Vẫn đang nổ máy anh chị nhá, vẫn đang nổ máy. Vâng. Và không có khói. Vâng, anh chị thấy chưa? Không có khói nhá. Vâng, mẫu xe khá là đẹp. Bác chủ xe có tuổi, bác rất cẩn thận. Đây là khoang nội thất của nó, của chiếc xe này. Đấy, bác ấy chảy lên một lớp phíp. Đây là lớp phíp các bác nhá. Thì nước không bao giờ xuống được dưới sàn. Đây là phíp luôn, không phải là sắt phíp ạ. Đây, anh chị nhìn chưa? Hẳn một lớp phíp trùm ra ngoài này. Đấy, bác rất là cẩn thận luôn. Nếu mà anh chị mà hợp với cái dòng xe mà như này thì lấy chiếc xe này về thì không phải lo làm sàn nữa này. Không lo làm sàn nữa này. Riêng inox không thể bền bằng thằng phíp này được. Phíp này làm như này rất là cẩn thận. Hai lỗ nước thoát nước này. Bác ấy làm xong nhưng mà bác ấy không chạy nữa vì là cho bác ấy lại có dịch lại nên bác không chạy. Để lại luôn cho em bên em mới làm xong. Và mỗi xe phải nói các bác nhìn chưa? Cong mọng từ đầu đến cuối này. Đấy. Cong mọng luôn. Đây cuốn ốp ở đây ạ. Vâng, cuốn ốp này. Đấy, các bác thấy chưa? Đinh tán này vẫn còn nguyên này. Và đinh tán vẫn nguyên nhá anh chị nhá. Đấy, đinh tán này. Nguyên rõ đinh tán, keo keo xịn nhá. Keo này keo xịn này. Keo này không phải keo của xưởng đâu. Keo keo xịn. Đấy, anh chị thấy chưa? Rất là đẹp, không có mối mọt gì cả. 100% nét căng từ đầu đến cuối này. Đấy, chị thấy không? Phải nói là một mẫu xe em quay như này là anh chị biết luôn rồi. Xe rất là đẹp luôn. Đấy, máy thì vẫn đang nổ êm. Này, mai em sẽ dọn dẹp đi. Trần vẫn trần nỉ zin nhá. Và bác là bác chưa chạy chuyến nào đâu. Rồi anh chị và sử dụng mẫu xe này thì liên hệ ngay cho em nhé. Và một mẫu xe phải nói là rất là tuyệt vời, các bác thấy không? Đấy, không có ướt dầu này, máy khô này. Đấy, máy rất là khô luôn. Máy khô. Không có hiện tượng dầu ngấm này. Đấy, máy rất là ok luôn, rất là ngon. Đấy, không có ướt áp gì cả này. Ngày mai em sẽ rửa khoang máy này thật sạch cho anh chị nhá. Vâng, thật sạch cho anh chị luôn. Để khẳng định với anh chị là như vậy. Máy rất là êm, anh chị thấy chưa? Đấy, máy rất là êm. Máy dầu như này là êm lắm rồi anh chị nhá. Và cam kết luôn anh chị là xe không đâm đụng về xe của nhà sản xuất này. Mã nhôm của mã nhôm này có đầy đủ hết này. Ốc cabo đây ạ. Đấy, ốc cabo này. Keo chỉ này, zin hết nhá anh chị nhá. Đấy, anh chị thấy không? Keo chỉ zin hết này. Để tối này bật đèn pin quay xoay rất là nét anh chị ạ. À, rất là nét luôn. Không có gì va chạm nữa chị nhá. Đấy. Hồi nãy một mẫu xe như này thì anh chị phải nói là chủ xe biết cách dùng xe cỡ nào rồi. Đấy. Keo chỉ đây ạ. Zin hết nhá, đời 2010. Vâng, bên em đang chào bán mức giá là 198 triệu ạ. Vâng, 198 triệu. 2010 nhá. Máy nổ rất là êm. Máy cực êm luôn. Đấy, ghế cũng khá là đẹp rồi. Nhà em cái này của anh không còn nhưng mà nhà em có này, em sẽ cho vào cho anh chị ạ. Vâng. Một mẫu xe khá là đẹp anh chị thấy chưa? Đấy. Vâng, cột kèo keo chỉ là zin hết này. Ui giời, rất là chắc anh chị ạ. Đấy. Xe zin mà. Xe zin thì bóc cái keo này bao giờ cũng hết, nó rất là chắc chắn. Nó không nhẹ cái bay ra đâu. Đấy, đinh tán này. Zin hết nhá. Nếu mà cái nào mà bóc ra bóc đi bóc lại nhiều lần, làm nhiều lần ấy thì bóc nhẹ cái ra luôn. Cái này chưa bóc nên là nó rất là chắc chắn. Anh chị nhìn thấy chưa? Đinh tán này, nguyên hết luôn rồi kìa. Đây ạ.
Đấy, tinh tán này. Cái này là cái dầu mỡ anh chị nhá. Dầu mỡ này, chân vẫn chân nỉ zin này. Còn một mẫu xe phải nói là rất là đẹp anh chị nhá. Nếu mà anh chị mà dùng mẫu xe này thì khá là ok luôn. Em khẳng định với anh chị là như vậy. Đi rất là chắc chắn. Em đi rồi. Chạy rất là chắc chắn, rất là thích xe, xe rất là thích luôn. Không có routine rất là, vẫn còn ngồi rất là ngon, không phải làm nữa. Đấy, anh nhìn, anh chị nhìn nhá. Những cái đường thẳng tắp của đường cuối luôn. Và rất là đẹp. Rất là ok anh chị nhá. Và mai em sẽ dọn rửa chiếc xe này nên em quay ban ngày cho anh chị xem chiếc xe này nó phải đẹp cỡ nào anh chị nhá. Một mẫu xe khá là đẹp và cái biển số cũng khá là ok. Và có một cái bóng cháy thôi, ngày mai em sẽ thay cho anh chị ạ. Vì lúc vậy lấy trong nhà ra chạy không thể nào là gì được. Mình em quay nên là nó không được như những cái bác cả và có nhân viên đi theo quay. Đấy, em là làm một mình, không có nhân viên đi theo để quay nên các bác nhiều lúc phải thông cảm với em tí ạ. Quay nó hơi rung rung một tí. Nhưng mà nó thế nó mới thật anh chị nhá, không có cái ghép clip gì cả. Cứ thế này mà bán lên cho anh chị. Uy tín là hàng đầu anh chị nhá. Không cần phải là nói hay nói đẹp gì cả. Cứ thế mà chơi thôi. Đây, máy đây. Khô đét không có tí dầu này nhá. Vâng, khô nhá. Đấy. Vâng. Một mẫu xe Fortune Sitter 2010, hoán cải 6 chỗ và thùng thì đã được dán phíp rồi. Nếu mà anh chị mà có nhu cầu sử dụng về mẫu xe này thì cứ liên hệ cho em theo số điện thoại 943622621 em khách ạ. Vâng, một mẫu xe cũng khá là đẹp, khá là ok và có cả cam hành trình luôn này. Em thấy có cam hành trình luôn. Chắc là bác ấy chưa cắm thôi, em cắm vào thử xem nó chạy được không nhá chị nhá. Vâng, em nghĩ là chắc cắm chắc là chạy thôi anh chị ạ. Vì hôm nọ em thấy là có chạy ạ. Đây em cắm cho anh chị xem nó chạy không đã nhá, rồi khẳng định anh chị luôn. À vâng, vẫn chạy anh chị á. Vâng đây, em thử đợi chút xem nào. Vâng, rất là nét anh chị nhá. Vẫn còn cam trước này, cam sau chắc hỏng rồi. Hôm sau lúc em lùi không thấy, mà cầm trước lúc em nhìn thấy là có. Vâng. Đấy, một mẫu xe chắc là anh để đằng này thôi. Chắc em nghĩ là để đằng này. Đúng rồi. Đấy. Dây dợ linh tinh phết. Mai em sẽ đi gọn cái dây này cho anh chị để cho nó, cho chiếc xe này nó nét lên một chút nhá. Vâng. Rồi, em cứ tạm thời em để đây đã. Mai mà có nhu cầu em sẽ lắp lại cẩn thận chiếc xe này cho anh chị này. Vâng. Và thế em xin kết thúc clip tại đây. Nếu mà anh chị có nhu cầu sử dụng những cái mẫu xe 16 chỗ thì cứ liên hệ cho em theo số điện thoại là 0943 622 621 em khách ạ. Và em xin chào toàn thể quý vị và anh chị ạ.